Đấy, đúng rồi, ok. Alo 1 2 3 4. Dạ vâng. Xin kính chào quý khán giả của Thăng Long TV. Chúng tôi đang có mặt tại Di Hòa Viên. Nơi đây là một trong những di sản của UNESCO đã công nhận năm 1998. Trung Quốc thì có rất nhiều di sản mà UNESCO công nhận, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở Bắc Kinh thì cũng muốn đến thăm Di Hòa Viên, một trong những cái di sản do UNESCO công nhận, được gọi là cung điện mùa hè ở Bắc Kinh. Thì bên cạnh tôi là anh hộ pháp Kim Cương hộ pháp, để anh giới thiệu cho quý vị và các bạn cái nơi này như thế nào. Xin mời anh giới thiệu một chút ạ. Kính chào quý vị và các bạn của khán giả bên Thăng Long TV. Hôm nay anh em chúng tôi đã có mặt ở Di Hòa Viên, là cung điện mùa hè đấy, của triều đại nhà Thanh do bà Từ Y Thái Hậu xây dựng. Đấy, thì đây là chúng tôi đang đứng ở một nơi nghỉ của hoàng tộc ngày xưa. Đấy, là nơi nghỉ của hoàng tộc ngày xưa, và là nơi khi bà Từ Y đi đến đây, trước mặt chúng tôi là bến phà Hồng Kiều. Đấy, thì khi bà đi đến nơi, hoặc hoàng tộc đi đến nơi nghỉ mát nghỉ dưỡng, từ đâu đến nơi? Từ Cấm Thành. Đi đường đi, bằng đường thủy. Đường thủy, đúng rồi. Thì bà có đi đến đây và có nghỉ tại đây. Đây là cái nơi chặng dừng đầu tiên của hoàng tộc nhà Thanh. Đấy, để họ tiếp tục đi tiếp vào nghỉ dưỡng ở trong nghỉ dưỡng ở trong này, công viên này, đúng không? Đúng. Vâng. Và nơi này là nơi khởi điểm đầu tiên. Đầu tiên khi mà từ Cấm Thành đến, đúng tức rồi. Là điểm dừng chân đầu tiên. Đúng rồi. Gọi là bến phà Hồng Kiều. Hồng Kiều của đấy. Cổng phía tây của Di Hòa Viên. Ở đây chúng tôi đang đứng ở phía cổng phía tây Di Hòa Viên. Vâng. Đấy là một cái giới thiệu ban đầu do anh hộ pháp Kim Cương hộ pháp giới thiệu, và tôi cũng xin nói qua với quý vị rằng là đây là một cái công viên rộng khu xây dựng khoảng gần 300 hecta. Còn lại vùng đệm của nó thì là 5.500 hecta, rất rộng lớn, và cách về phía tây của thủ đô Bắc Kinh là 15 km, có thể đi đường thủy từ Tử Cấm Thành đến đây được. Và đây con sông chưa? Đấy, con sông chính là đường thủy đi Tử Cấm Thành đấy. Tí nữa mình sẽ quay cái con sông này, tức là từ Tử Cấm Thành đi vòng vào đây và đến bến phà Hồng Kiều ở chỗ này. Đúng rồi. Thì cái khu đất này và cái công viên này có từ thời đầu nhà Tấn, hay là gọi là nhà Kim đấy, thì họ đã xây dựng cái Kim Sơn Cung ở đây rồi, từ lâu rồi. Sau đó đến thời của Càn Long thì năm 1750 thì họ bắt đầu là tiếp tục xây dựng, và đến năm 1760 thì phải, 1760 thì mới hoàn thành, một tức là mở rộng ra của cái Kim Sơn Cung để Càn Long tặng cho mẹ khi mà về già để nghỉ dưỡng. Thì đến năm 1860 thì bị chiến tranh Nha Phiến, quân liên quân Pháp và Anh họ tàn phá vào đây, cướp bóc và tàn phá cái Di Hòa Viên này. Thì đến năm 1888, bà Từ Hy Thái Hậu là lúc đó lấy khoảng 500 vạn lượng bạc. Cái số tiền đó để dành cho xây dựng quân đội hải quân của nhà Thanh. Nhưng mà bà ấy lấy hết ra, bà để trùng tu lại cái này và hưởng thụ. Và trùng tu và hưởng thụ cái khu này. Và chính vì như thế mà là nhà Thanh mới suy thoái, đúng không? Mất Hồng Kông là từ cái giai đoạn đó, đúng không? Đó, thì mình nhớ qua một chút như vậy. Và đến năm 1900 thì tiếp tục lại bị quân phiến loạn đã đến họ phá. Thì đến năm 1903 thì bà Từ Hy Thái Hậu lại tiếp tục trùng tu cho đến ngày hôm nay. Thì các bạn thấy đây chính là Di Hòa Viên, người ta gọi là cung điện mùa hè ở Bắc Kinh. Bây giờ chúng tôi sẽ quay quang cảnh cũng như là vừa đi vừa giới thiệu cùng với anh Tuấn, Kim Cương hộ pháp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nhé. Vâng. Bây giờ ta quay camera lại để cho các bạn thấy rằng cái ngôi nhà họ thiết kế đây. Đây là những cái kiến trúc của đời nhà Thanh đấy các bạn. Đây là từ đời nhà Thanh đấy nhé. Vâng. Đây các bạn để ý cái bước đường lên đi. Nhà họ xây cao hơn so với bậc thềm khoảng hơn 1 mét. So với sân ấy hơn 1 mét. Sau đó bước lên bậc thềm xem họ đếm với mấy thềm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bậc, 7 bậc là bên kia. Lên kia là 7. Thế sau đó là quanh ngày họ có những cái chi tiết như thế này này. Đó. Sau đó bây giờ người ta có thể ngồi nghỉ này. Đó. Thì đây các bạn xem. Và đây bây giờ anh Tuấn sẽ là camera. Đây có những cái lầu nghỉ nữa, lầu vọng nữa này. Vọng kia cũng có những cái vọng lầu ở các góc. Ở đây có 4-5 cái cơ. Bây giờ khách du lịch
khách du lịch thì đến đây đang đá cầu, ngồi nghỉ. Xung quanh đây thì rất nhiều cây cối và muỗi đốt nhiều lắm. Từ nãy giờ tôi bị muỗi đốt với ong bay đầy rồi. Xin mời anh cùng tôi để giới thiệu. Cây xanh và mát mẻ, thời tiết tuyệt vời luôn. Thực chất là đây là cái khu thắng cảnh nghỉ dưỡng của hoàng gia của các triều đại. Nói đúng ra là như vậy. Đấy, các bạn thấy là trong phim các bạn thấy là những cái cung tần mỹ nữ họ đi qua những cái bậc như này này. Đấy, ở đây có rất hay là ngồi nghỉ dưỡng luôn được. Cái thiết kế rất hay luôn các bạn. Cứ đi đi thì cũng giống như những cái thiết kế cổ của những cái triều đại trước thôi. Ở kinh thành ở bên mình cũng vậy thôi. Thấy kiểu kiểu giống như vậy. Cây cối khá nhiều. Ở đây có nhiều các bác lớn tuổi đến tham quan gỗ. Chúng tôi không mua vé được vào Tử Cấm Thành cho nên chúng tôi đến Di Hòa Viên để quay. Ở đây thì có hai cái công trình nổi bật, đó là núi Vạn Thọ, hay ở đây người ta gọi là Vạn Thọ Sơn đấy. Thứ hai là Hồ Côn Minh, hai cái công trình tiêu biểu nhất. Đấy. Cameraman đang quay chi tiết những cái hình ảnh về cái nơi đầu tiên khi mà vua chúa hay là bà Từ Hy Thái Hậu bà ấy đến đây để đi thuyền đến đây. Đây các bạn có thể đứng từ trên cao nhìn thấy cái bến thuyền Hồng Kiều. Anh tí nữa xuống đây anh quay lên nó đẹp hơn. Và đấy, rất cổ kính và thiết kế đúng biểu tượng theo kiểu đời nhà Thanh. Bà Từ Hy Thái Hậu là bà ấy có công lớn nhất trong cái công viên này là bà ấy trùng tu lại. Và mở rộng, xây các công trình. Bà ấy sau khi mà sau cuộc chiến tranh Nha Phiến năm 1860, quân Anh quân Pháp và vào đây tàn phá và cướp bóc thì gần 30 năm sau, khoảng 28 năm sau thì bà Từ Hy Thái Hậu mới cho xây dựng lại và làm lại toàn bộ cái công viên này thì mất 10 năm trời các bạn. Mất 10 năm trời. Sau đến năm 1900 lại bị phá đó. Và đây chính là bến phà Hồng Kiều. Đấy, từ cái sông bên tay phải tôi là cái sông từ rẽ đây nó có cái sông để ra đi Tử Cấm Thành. Thì từ đây đến Tử Cấm Thành chỉ có 15 cây thôi mà. Ở cổng phía tây thành thì cứ đi về đến đây thôi. Đây là Hồ Côn Minh luôn. À kia kìa, đây. Cung điện góc kia đúng không? Còn núi Vạn Thọ chắc nó không phải khu vực này. Bên này có một cung điện, bên kia cũng có cái cung điện nữa. Tức là 300 hecta xây dựng cơ mà. Còn ở đây thì có... Ở đây là 3/4 là mặt nước các bạn nhé. Ở đây là 3... Đây bây giờ mình đi phía nào anh? Phía nào cũng được, phía này cũng được. Tất cả đây nó thành một cung đường vòng. Bây giờ cứ đi vòng này à? Đúng rồi. Nhưng mà góc kia có cái cảnh quan không nhỉ? Ở đây góc này cảnh quan đẹp hơn. Đây bên này đi. Tỏ ra thắm thịt đấy. Đấy, bến phà Hồng Kiều đấy. Ngay xưa. Hoa sen. Xung quanh đây là hoa sen. Hoa sen. Chính xác là hoa sen đấy. Đấy, và vua chúa ngày xưa họ cũng đi theo đường thủy này thôi. Đi lên thì họ nghỉ chân thôi. Tiếng ve kêu liễu rủ. Nói chung là một cái công viên nghỉ dưỡng cho người, cho vua chúa, cho những cái bậc gọi là hoàng thân quốc thích ấy. Ngày xưa chắc chắn là người dân không được vào như này đúng không? Chắc chắn luôn. Ngày xưa không được vào đâu. Ừ. Chỉ có những nhà quyền quý. Ừ. Như mình gọi là ở giới nhà gọi là giới nhà giàu ấy. Hoàng gia thôi, nói chung là hoàng thân quốc thích thôi. Người dân mua vé tham quan thì đi vào đây sẽ đi. Đây có thể mua vé tham quan được, có thể mua vé về tỉnh thành được. Ừ. Đây à, đây có bản đồ đây này. Đi xuyên qua đây, đi vào đây. À đây, mình đang ở đây. Mình sẽ đi ra cái chỗ này, sau đó đi vào đây. Ok. Rất mát, thời tiết rất là mát các bạn, rất mát. Ê, vừa đi vừa anh em vừa nói chuyện, giao lưu với quý vị các bạn nhé. Ông em phải quay mặt trước. Đấy, như này thì. Đây thưa các bạn, đây anh Tuấn đây. Anh thấy cái anh đến đây là lần thứ mấy rồi? Mình đến đây là lần thứ 3 rồi. Lần thứ 3 đúng không? Đúng không? Thì
Anh đã đi ngồi thuyền để đến đây chưa anh? Mình đã ngồi ở đây cũng được 3 lần rồi. À, tức là đi thuyền từ Tử Cấm Thành về đây. Đúng rồi. À, gọi là vừa đi vừa ngắm cảnh đấy, du ngoạn ở trên sông đấy. Vì ngày xưa nhá là các vị vua chúa ấy. Ừ. Đấy. Thì người ta sẽ đi bằng thuyền, chứ họ không đi bằng đường bộ. Vì cũng cứ chảy cưỡi ngựa nó sóc đúng không? Đúng rồi. Vì sao họ đi bằng đường thủy? Vì đi bằng đường thủy thì họ sẽ tránh được nhiều cái gọi để là... Anh đổi bên này cho mình hiểu là tránh được nhiều cái gọi là... Như mình hiểu đó là ám sát, ám tủng gì đấy. Ờ. Đấy. Bạn cứ cảm tưởng nhá, bạn xem các bộ phim ấy, thì cứ khoảng độ chục mét ra, chục mét có một lính canh. Và vị vua sẽ đi ở giữa là đường thủy. Ừ. Hai bên đường đó. Đấy. Ừ. Thì nó êm hơn là một này và nó thư thái hơn đúng không? Đúng rồi, chính xác. Mà đường thủy cũng nhanh như đường bộ. Ngày xưa thì cưỡi ngựa để đi đến đây thì thực sự là đấy. Nhưng mà bà Tứ khi hoàng tộc nhà Thanh họ đã đi đến đường thủy đấy nhá, họ không phải đi một con thuyền đâu, mà 6, 7, 8 con thuyền, chỉ 10 mấy con thuyền. Đấy, để họ hộ tống được cái thuyền của vị vua hoặc là những người mà hoàng tộc nhà Thanh. Nói chung là những người quan trọng. Đấy. Em hướng vừa mới quay ra trước. À, đây là nhiều hoa sen đẹp lắm anh ạ. Đây. Đấy. Nhìn. Thì nó sẽ đây kia, bên kia là cung điện chính nhỉ. Ừ, cung điện chính. Đứng đây góc nhìn. 5-6 cung điện nhá các bạn nhá. À, tức là 5-6 cung điện luôn. Đúng rồi. Nơi nghỉ dưỡng và có những nơi như là nghỉ dưỡng này. Có những nơi như là để tiếp các cái việc chính quan trọng của quốc gia này. Đúng rồi. Đúng không? Đời nhà Thanh họ bà ấy buông rèm nhất chính mà, nhiếp chính mà. Ở nơi này là những các vị vương phi nào hay những vị mà cung phi nào mà được vua ưu ái thì sẽ được ở đây nghỉ dưỡng. Đấy. Đúng hơn mình hiểu là họ thích ai thì họ cho vào. Đấy, chứ không phải như mình bây giờ là mỗi mua vé vào tự do. Đấy, nhưng ngày xưa vào đây là phải có một cái mối quan hệ cực kỳ lớn. Đấy, như mình chơi một vị quan nhị phẩm hay nhất phẩm hay tam phẩm hay tứ phẩm hay ngũ phẩm. Đấy, thì mình mới may ra thì được vào. Mà được vào với sự giám sát nhá, chứ không phải được vào để mà muốn làm gì thì làm đâu. Đấy. Ở đây có lẽ đi cả ngày cũng không hết, cho nên chúng tôi sẽ cố gắng quay được những cái gì mà cố gắng nhất có thể. Đấy, các cái thuyền này đang đi. Kia cũng là một nơi ở nữa kìa. Đấy, và kia đã là cầu Côn Minh. Đấy, dọc sông này là sông Côn Minh. À, nó giống đấy, như là giống ở Côn Minh. Tỉnh Vân Nam của chúng anh em mình đi được. Có cái hồ Côn Minh ấy đúng không? Đúng rồi. À, khi bà ấy đến ấy, bà ấy thấy nó hay quá và bà ấy về rồi bà ấy xây copy luôn, thu nhỏ lại đúng không? Thì ở đây biểu tượng hồ Côn Minh này thì họ đã biểu tượng của Côn Minh là con voi. Là con trâu. Con trâu. Năm linh là con voi. Đấy, thì con trâu. Đấy, thì ở đây có một cái hình dạng con trâu. Nhưng khi các bạn nhìn trên cao thì ở đây hồ này nó mang tượng trưng của một con gọi là mình anh cũng không nhớ đâu nhưng mà họ mang theo một cái gọi là cái con vật gì đó. À, đây cũng là một cổng vào này. Đây là một cái cổng đúng rồi. Từ thông hồ này sang hồ kia này. Đúng rồi. Đây nước chảy từ hồ này sang hồ kia. Nó như cái đập thủy điện. Đây ở đây có những cái nhiếp ảnh gia họ đang ở đây để ngắm núi gì anh biết không? Đúng rồi. Núi Vạn Thọ đây này. Đây hồ Côn Minh và núi Vạn Thọ đây. Tôi sẽ quay góc này để cho các bạn nhìn thấy cái núi Vạn Thọ. À, mình nhớ rồi. Đây là núi Vạn Thọ. Đấy có cái tháp đấy kìa. Đấy là biểu tượng của cái khu này đấy các bạn. Kia có cái tháp kìa. Đúng rồi. Đấy. À, trên hồ Côn Minh thì có rất nhiều những cái con chim con gì đấy. Em nhắc đến cái núi Vạn Thọ là anh nhớ rồi. Ở đây nhá, họ mang cái này thì khi ở nhìn ở trên cao thì ở đây có hình Phúc Lộc Thọ. Thì đúng rồi, họ thiết kế Phúc theo Thọ, đúng rồi. Họ thiết kế theo chữ Phúc Lộc Thọ mà. Theo là Phúc Lộc Thọ. Ừ. Ở hồ Côn Minh này nó thiết kế theo một hình quả đào. Ừ, quả đào. Đúng và rồi, cái con sông dẫn từ Tử Cấm Thành đến ấy chính là cái cuống quả đào. Đúng rồi, chính xác. Đấy, cuống quả đào. Chính xác. Đúng rồi. Đấy em nói đến Phúc em nói đến quả đào là anh lại nhớ đến cái họ thiết kế theo hình Phúc Lộc Thọ mà. Đấy, chính xác xác luôn mà. Thì mà nhá, ngoài ra nhá, ở đây có biểu tượng của con trâu ấy nhá, vì đây họ copy chính hồ Côn Minh. Thì cho nên họ cũng có cái biểu tượng của con trâu đó. Đấy. Nhưng mà phải nhìn trên cao ấy nhá. Nếu mà mình dùng Filicam ấy mình sẽ quan sát được nguyên một quả đào luôn. Đấy. Ở đây con trâu sẽ nằm ở trên đỉnh. Đây chắc chắn hồ này có cá đúng không? Đúng kiểu rồi. Gì hồ này có cá to chắc chắn luôn. Mình không vào đây câu được gì.
Hồ này ai người ta cho câu. Kiểu mát thật đấy, trời mùa hè nắng nhưng mà nóng nhưng mà ở đây mát, tiếng ve kêu và cực kỳ là yên tĩnh. Đây này các bạn nhìn thấy trên sông họ đang đi du ngoạn trên hồ đây này, bằng thuyền đây này. Đúng rồi. À, thuyền họ làm hơi hướng, chạy bằng máy thôi nhưng mà hơi hướng theo, chạy kiểu như chạy bằng motor điện ấy. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà hơi hướng theo qua lại ngày xưa. Đúng rồi. Đấy, bên tay trái tôi chính là núi Vạn Thọ. Bên đây phải là hồ Côn Minh đây. Mình sẽ đi xem bên kia còn hồ to nữa anh ạ. Đúng rồi. Bên này rất là rộng. Ừ. Kia là cầu Côn Minh nhỉ. Đấy, có biểu tượng của Vân Nam ấy. Ừ. Thì ở đây họ chia làm hai khu vực. Ừ. Đấy, một khu vực thiên về núi, một khu vực thiên về đồng bằng. 500 vạn lượng bạc xây để một cái ngu nghỉ dưỡng cho người già. Kinh khủng. Lấy toàn bộ ngân khố của việc huấn luyện hải quân. Đúng rồi. Để xây cái chỗ này. Và sau này thì mất Hồng Kông. Bán Hồng Kông thì đúng hơn chứ. Nó đúng không phải là... Chắc là bán Hồng Kông. Ê, đây là con gì đây? Bán 100 năm. Ờ, con này con vịt chứ con gì? Vịt rồi. Vịt hay sâm cầm? Vịt là vịt gì thì không, đây con này em nghĩ là con sâm cầm đấy. Đúng không nhỉ? Con này thì chịu rồi. À, vịt nó giống vịt đấy. Hỏi anh em khán giả thôi. Nó hiền nhỉ? Anh em biết con gì không? Anh em cho tôi bình luận nhá. Tôi chả biết được con gì. Nói chung nó dòng giống như con vịt chim sẻ này. Chim sẻ này. À, chim sẻ này. Nó chả sợ người gì cả. Đang ăn này. Đấy. Mấy con này tiếp tục đi. Ở đây vào đây mua vé thì mất 60 tệ, thì tương đương khoảng 200 nghìn. Một người. Đúng rồi, một người lớn. Một người lớn đấy. Còn trẻ em 30, một nửa. Rồi. Và trẻ em với người già là bằng nhau. Đại đa số mình thấy là khách du lịch nội địa thôi. Đúng rồi. Đại đa số khách du lịch ở bản địa này, ở Trung Quốc thôi. Không thấy người nước ngoài nhiều. Có lẽ là ở dịp khác chứ không phải là ngày chúng ta đi. Đấy, các bác ở quê ra đi chụp ảnh đấy, tự chụp ảnh kìa. Liễu, hai hàng liễu bên ven hồ. Bây giờ nhá, anh tính là đi đường kia à? Thì đường vòng trong hồ sen, vâng. Đi quay chỗ hồ luôn. Vâng, rộng cái này. Và đây là một trong những nhánh đầu tiên đấy nhá, còn sâu nữa. Tí nữa thì lên trên tiếng leo được rồi. Lên đâu? Nếu mà leo được trên kia. Leo lên trên kia. Núi kìa, để nhìn đấy. Xuống cái gì, kia hồ đây kìa. Ở đấy mới là chọn. Mình đi một đoạn nữa ra kia quay hồ đẹp. Các bạn hồ sen này, cây sen này nó cao nhỉ? Cao. Ừ nhỉ, nó cây sen, cái. Đây có phải là cây sen không biết? Đúng rồi, sen. Đúng mà. Đúng rồi, họ sen mà. Em nhìn nó búp sen kia kìa. Nhiều nhỉ, mùa này nó mâm nở. Mà cây nó vươn cao thật, nó không thấp thấp. Ừ. Nhưng mà người Trung Quốc có một câu nói là đã vào đã đến được Vi Hòa Viên thì coi như đi hết Trung Quốc. À, tức là nó tổng hợp luôn. Đúng rồi, tổng hợp luôn. À, nó gần như vậy. Đây là hồ nhỏ, hồ này nó chia được là mấy khu. Mấy khu mà. Ở chỗ này đẹp vậy. Rất là rộng. Đây ở đây có một nhánh đi bộ. Tóm lại là họ biến trở thành một cái khu du lịch và không đơn giản tự nhiên mà người ta công nhận đây là một di sản của UNESCO. Đúng rồi, chính xác, chuẩn luôn. Không đơn giản. Vì ở đây họ mang, không những họ mang cái hướng kiến mới này mình cũng nói nhá. Hơn 800 năm rồi đấy. Đúng rồi. Cái chỗ này hơn 800 năm đúng rồi. Đúng rồi. Thì họ mang cái hướng về cái là di tích lịch sử. Ừ. Thì ở đây rất nhiều di tích lịch sử của các triều đại nhà Thanh. Ừ, các loại triều đại. Nhưng chủ đúng, yếu là nhà Thanh họ tu sửa, họ làm. Ừ. Thịnh vượng nhất là nhà Thanh. À, mình đi ra đây đấy, đúng không? Đi theo men này đúng không? Cầu, đúng không? Đi rất nhiều các cung vòng đường nhưng mà không biết cứ đi thôi. Các bạn đến đây các bạn có thể đi bằng đường thủy được. Ủa, bến tàu bên kia tàu nhiều lắm. Đấy, kia cũng có một bến phà nữa. Ừ. Rất nhiều bến phà. Ở kia là phà to chứ. Ừ. Bên này là phà bé. Đây mua vé đây này. Đấy. Mát thế. Đây. Mua vé, mua nước, nói chung là họ bán đầy đủ dịch vụ. Đây là cung điện này, nhìn từ đây nhìn thấy cung điện, nhìn thấy hồ này. Ở trên núi này. Sống ở trên núi, nhìn ra hồ, quang cảnh thế này. Các bạn lưu ý nhá, ở đây này là họ có 4-5 cung điện cơ. Thì đây là một trong những cung điện để mình đi là nhá, cung điện này người ta làm từ
từ em có biết cái cung điện này là ở đâu không? Để quay nào. Em nhìn thấy quen không? Cung điện này nhá, họ làm hơi hướng về người dân tộc Tạng nhá. Đây các bạn lưu ý xem này. Các bạn nhìn thấy cái đây, phần để em chưa? Để em zoom lên nhá. Đấy. Đi vào đi, khó được không? Đây nhá. Em nhìn cái cung điện này này, họ làm như cái cung điện ở ở người dân tộc Tạng, người Tây Tạng. À. Em hình dung được chưa? Đây. Em nhìn thấy phần dưới. Đấy đang vuông vòm. Em hình dung được. Đấy. Hơi hướng kiểu của dân tộc Tạng, đúng không? Đúng rồi. Chính xác. À. Đấy, còn cái kia mới là chính chính thức là của Trung Quốc đại lục. Đấy, nhưng mà nhiều đó. Bên trong kia là chắc cái khu phố cổ kia ở góc kia. Đây là người bên phà kìa. Họ có qua cả đảo nhỏ là biết. Các loại đảo. Đấy, còn bên sau chúng ta là đúng bạn họ. Ở cái công viên này thì có lẽ doanh thu chính là vẫn là cái hệ thống thuyền này này. Du ngoạn trên hồ Côn Minh này này. Họ đặt luôn cái tên hồ này, hồ Côn Minh luôn. Đúng rồi. Kia là mình sẽ đi thẳng ngày mình sẽ ra được cầu, cầu Côn Minh. Đấy. Và đúng rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ tiếp theo. Và chúng ta tạm dừng một cái đoạn video clip phần 1 đi vào trong đây. Đi vào trong Di Hòa Viên. Chúng tôi sẽ tạm dừng phần 1 của video clip này ở đây và tiếp tục đi tìm hiểu xung quanh ở đây xem có những cái gì hay hơn tôi lại tiếp tục quay. Xin chào quý vị và các bạn, sẽ gặp lại quý vị và các bạn vào phần 2. Phần 2 các bạn nhé, chờ chúng tôi tiếp tục đi để quay nhé.